Hôm nay thì Thúng có một anh khách qua mua cái xe GLS 10 cho con gái. Đấy, con gái anh thì năm nay có lớp 8 luôn, cao 1m6 rồi. Thì hôm nay bạn ấy đã tham khảo trên các Vinline của Vinshop và khảo các thị trường rồi, nên là bạn rất là ưng cái dịch vụ bên mình và ưng cái mẫu xe. Đấy, bạn ấy là con gái đi GLS 10 màu đen. Đó thì bạn con gái thì lắp thêm phanh này. Đấy, con xe này thì toàn bộ xe là nó là full nhôm anh em nha, full nhôm đất này, trừ nan hoa thôi, trừ cam nan hoa thôi. Đấy, càng nhôm, vành nhôm, khung nhôm, hợp kim này. Rồi đĩa nhôm 4, con này đang lên cho 44T và hấp trước hấp sau của Legend. Đấy, đi đồng nhôm, bô tang nhôm, bạn ấy lắp thêm một bộ phanh magic của Rod nữa. Nên là yên này thì shop trang bị cho cái bản yên rất là béo. Bản yên có dáng khí rất là yên. Đấy, anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng Grey F10 có thể qua shop nhá. Cái chắp này thì các bạn ấy đi này, các bạn đi thì sẽ học sở hữu, hoặc là nếu mà bạn đến tận đây thì em sẽ hướng dẫn, nhưng mà bạn ở nhà thì bạn ấy có thể là xem cái clip của em ấy, xem những cái video ở trên TikTok của bên em thì bạn ấy học skip này. Đấy, khi học skip được rồi thì bạn có thể vừa phanh chân vừa phanh tay, nó rất là an toàn. Thì mình móc này đến cái hướng 2 giờ này, đến hướng 2 giờ là bạn móc là bánh xe nó dừng lại. Đấy, ví dụ gặp sự cố ấy, nên là cần cái chắp này thì các bạn ấy rất là thích. Bạn ấy ngồi lên xe này là mét 60 là đi thoải mái nhá. Năm nay lớp 8 thì bơm cho nó có tỷ lệ cân bơm ấy không được để non, non quá là đi vào những cái chỗ sóc ấy là hay bị dập xăm, là lại phải thay cái xăm mới đấy. À, đấy, nên là cái lưu ý cái bơm cân hơi là quan trọng nhất. Tăng xích thì nó tăng xích kiểu giống xe máy thôi, nó có hai cái lốp này. Đấy, anh chỉ cần nới hai con 15 này ra rồi anh tăng con lốp 10 nên là được. Năm này thì bây giờ em sẽ bọc vào, không rồi bao giờ anh ra nhà xe thì em chuyển tới đây cho anh. Nha. Rồi.